đến nhà cha vợ ăn dỗ, đâm người khác suýt chết vì ghét nói đều. Chiều mùng 6 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Đỗ Thanh Tú, sinh năm 1995, ngụ huyện Dương Minh Châu về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào ngày mùng 2 tháng 5, Tú đến nhà cha vợ tại ấp 2, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu để ăn đám dỗ. Trong lúc nhậu, giữa Tú và anh Trần Quốc Tê, sinh năm 1993, ngụ xã Bầu Đồn xảy ra mâu thuẫn vì ghét nhau nói đều. Tức giận, anh Tê lấy dao xông đến đâm Tú. Tuy nhiên, Tú giật lấy được dao của anh Tê do yếu thế, anh Tê ngã úp xuống đất. Lập tức, Tú đâm tới tấp vào người anh Tê, gây thương tích nặng cho nạn nhân. Sau đó, anh Tê được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, Tú ném dao xuống đất rồi chở vợ về nhà. Biết không thoát tội, Tú đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trên. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.